Chào các bạn nhá. Hôm nay mình lên đường đi cày đây. Vô Hôm nay mình lên đường đi cày đây. Ra đến ruộng rồi thấy lưỡi cày có mắt em đều khô sắp mưa. Hôm nay khai công hôm đầu tiên. Cày thì mưa mất rồi đấy, hôm qua tạnh ráo nắng là một hôm, hôm nay lại mưa thế mới điên. Quên mang mũ đi, ui trơn này tuyệt, suýt ngã. Ai à, nước suối còn khá to, hôm nay không biết thế nào đục. Xây bờ kè hoành tráng nhưng mà nứt rồi, chân móng không chắc, nứt tan hoác. Nứt mưa rồi, đang cày thì trời lại mưa. Rồi, lên cày ghép.
Đây, trời lại mưa. Ê. Cao thế đấy. Mưa đấy, mưa là mưa cả tuần cả tháng luôn. Nóng tày, nóng liên tục tày đây. Đội là bò. Cày một lúc nữa xong rồi, xong tiếp tục cày đám bé bé con hơn 100 mét. Sáng 9 giờ mới ra, giờ cày thông tầm mát rồi về ăn cơm, trưa chiều nghỉ. Shipper đi giao hàng. Cái đám bé bé cả con. Không biết trồng ngô hay trồng thuốc lá. Mình chắc trồng ngô. Trường phú lái làm rãnh người trồng ngô, chắc trồng ngô bên kia trước là trồng cái gì nhỉ, măng tây ăn thua các bạn, trên này thời tiết lạnh trồng măng tây chết không sống được. Trồng mận cam này. Đất trên này xấu trồng mận không lên, cam cũng thấy vàng ươm không thể sống được.
Tóm lại là không ăn thua. Ôi chim. Bơm nước. Mấy cái lỗ à? Vực này là chứa suối vòng từ từ bên kia sang vòng vòng sang bên này qua đây qua cho cây 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 hóp kia đó. Mai múc múc đất lấp hết chỗ này để một đám ruộng. Đây, chính thức ngày xưa là suối nó qua đây vòng ngay kia đi vòng theo bờ ruộng bên kia xong vòng theo đây sau lấy cái máy múc đào thành cái suối xuống khẩn trên này không hư dưới kia lấp bên này làm ruộng. Suối vòng 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 theo bờ ruộng ra đây sang bên này cái suối ra đây ra hụm này giờ nó làm suối thẳng đi ra đoạn suối kia cắt ngắn đây có rau lớn nhưng mà trên này mùa này lạnh chứ mọc thì ở đây. Đây rồi, rau lớn rồi. Không có. Được mỗi ngọn, không làm ăn gì được. Đấy, trời lại mưa, mưa. Suốt ngày mưa, mưa nửa tháng nay rồi. Đấy. Thời gian lên trèo nó ngọn núi đỉnh núi kia quay cảnh dưới làng đẹp nhưng mà đường lên thì có một lối lên ngọn núi kia theo bản đồ là cao 1.200 mét xong rồi. Còn mấy đường nữa là sao? Lại nắng rồi. Rồi cày một lúc nữa xong đám một con này. Đám ngoài này thì xong rồi. Ok. 15 phút nữa, xong. Đấy, vừa mới hôm trước cái cháy rừng bên kia. Đấy, tiết đồi cao. Cháy hết vai thăm mai mà cháy hết hồi. Xong rồi. Một tí nữa thôi.